Thì có người chuyên thổi bụi, hút bụi đó các bạn. Đang bụi tung tung lên, mình đợi chút mà mình mới ra khỏi xe. Chỗ này cũng giống như là mỗi chỗ để người ta đi bộ các bạn, gọi là hiking đó. Đi hút bụi như vậy đó, hút không phải hút bụi, thổi những cái lá, thổi những cái lá qua một bên cho cái đường đi nó sạch sẽ cho người ta các bạn nha. Xin chào các bạn nha, mình đang ở một cái chỗ nó cũng giống như là một cái công viên á, chỗ này thiên nhiên các bạn ha. Vậy ngoài đường thì xe đang chạy nè, đó, ngay sát ngoài đường có một cái lối đi trước mặt mình, sẽ đi cái lối ngoài. Người ta dắt chó đi bộ đây các bạn ha. Nhà trước mặt mình nó là cái chỗ có ăn uống đó. Rồi ở đây là mấy cái bàn để người ta dã ngoại picnic các bạn ha. Rất là yên tĩnh. Hồi nãy thì có một cái ông thổi rác á. Họ thổi những cái lá này các bạn, qua ra hai bên qua bãi cỏ để cho con đường đi của mình nó sạch trái mình là cái thùng đựng rác. Mình đi ngang qua chỗ này hoài để mà đi ra biển hoặc là đi đi vô thư viện á, thư viện cũng gần đây nhưng mà mình chưa có vô. Hôm nay mình đi vô, mình đi chơi rồi mình quay cho các bạn coi luôn. Chỗ này có một cái giống như là cái hồ thiên nhiên. Rồi chút nữa ra mình sẽ thấy nước rõ. Mình thấy có mấy con sóc mấy con sóc đó, các bạn thấy không? Mình quay rõ nè. Đó, con sóc á. Hey, con sóc à. Đó, nó các bạn. Đó, thêm một con nữa. Rừng mà, rừng này, có cây là có sóc thôi. Trưa nắng rồi cũng có người đi, vậy phải đi sớm hơn. Những cái ghế để mình ngồi nghỉ chân, nhất là các cụ có ghế để nghỉ chân cũng đỡ lắm. Giờ các bạn thấy không, giữa trưa rồi. Người hỡi em có nghe là vàng rơi rơi, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đời. Phía trước bạn thấy không, có đám cỏ lau sậy gì đó, khô quá trời luôn. Này các bạn biết không, chỉ cần một cái mồi lửa thôi nó cháy cháy là ô nhiễm. Hy vọng là mày đừng có cháy. Chim với có vịt này, quay gần lại cho các bạn thấy, đó, vịt này, và chim,
chim lửng. Giờ một con bay ở đâu rồi? Cái giống chim mà có nhiều loài nó chung thủy với nhau lắm các bạn ơi, nó kết đôi chỉ một con đó thôi, nó không có lung tung lang tang như con người, một số người chúng mình các bạn nhé. Hay thiệt ha. Giống như mấy con chim cánh cụt vậy, các bạn thấy nó đứng liền nhau bay vậy mà nó biết con nào, con nào là con vợ con chồng của nó. Hay thiệt, không hiểu mà thấy đẹp không, cảnh giống Đà Lạt không. Thơ mộng phết. Kìa, có mấy con vịt nó đang bơi nè. Đó, hả? Ba con đang bơi. Thanh bình. Mình may mắn các bạn ha. Sống ở xứ thanh bình. Chứ đâu phải ở đâu cũng thanh bình như ở đây đâu. Hay như ở Việt Nam mình đâu. Nơi chiến tranh khổ lắm các bạn. Mất nhà, mất cửa, mất người thân, mất hết. Nhưng mà nguy hiểm nhất là mất trí luôn các bạn. Trở thành tâm thần luôn á, là coi như là mất trắng đó. Xong, xong cuộc đời. Làm gì làm cũng phải cố gắng bình tĩnh các bạn nha. Nhưng mà mình nói thì dễ à, làm nó dễ không? Đẹp ha, thích cảnh đây. Đa số cảnh nó Mỹ ha các bạn, giống như Đà Lạt, nhất là mấy tiểu bang lạnh, rừng thông, các có nơi thì đất đỏ nữa, tiểu bang Georgia đất đỏ, mình thích Georgia, lắm nhưng mà anh em bà con nội ngoại gì ở đây ở Cali hết à, chỉ có một hai người ở em mình, em út mình thì ở Colorado, thành phố Denver, Colorado, nó làm việc ở đó, lạnh lắm, mùa đông lạnh. Cô cậu cứ rủ mình lên đó hoài mà thôi, lạnh quá không chịu được lạnh. Rồi có một người em họ thì sống ở tiểu bang Indiana, nhà cửa nó cũng tương đối rẻ các bạn. Đây, con cặp ra đây hẹn hò chiếu sơ nha. Nước không các bạn. Thành ra đa số sống ở Nam Cali, Bắc Cali. Đứa em gái mình thì nó ở miền Trung Cali. Cái tiểu bang Cali nó rộng lắm các bạn ơi, nó dài. Tự tự như nước Việt mình đó. Bao nhiêu năm chứ mình đâu dám nói mình biết hết California đâu. Mình đi ra phía này nó là con đường cấp biển. Hello. Cảm thấy nói say hello. Say hello first. Bạn biết tập nha. Công ở Mỹ. Sắp sửa hết mùa hè qua mùa thu. Đây, mấy người say hello với mấy người này. Công viên gần nhà.
thiên nhiên hoang dã các bạn nhé. Như ở dưới nước có cái con, đúng rồi, con chim. Bạn thấy con chim, chim màu trắng. Rồi giờ này cũng là trưa rồi các bạn nha, không có được nắng, không có được đẹp lắm đâu. Cảnh thì yên bình, mình thì selfie vòng nhé. Okay. Người ta cũng đi vô lay lay. Mặt trời về hướng mình, lá cũng rụng nhiều, thu sắp đến. Chim, sao mày đứng lẻ loi? Sao mày đứng lẻ loi? Một buổi trưa hè yên ả. Ghế này các bạn, đi mỗi chân mình ngồi này, này giờ này nó hơi ngược nắng sang tay tên các bạn thấy không đó, để là in love vinh memory of tưởng nhớ cha với mẹ họ đó. Đó, cái ông đó là Richard, cái bà vợ là Barbara, để 2014 và 2016 mình đoán là năm ông Richard cũng mất á, 2014, và Barbara bà vợ mất 2 năm sau đó, 2016. Những người con, những người cháu thường là con họ như là họ donate ha, donate mình nói là sao, hiến tặng cho thành phố một cái ghế.